Anh Long ơi, trong số những cái mẫu xe nhà mình đang có đây thì chiếc xe nào là dễ mua nhất? Dễ mua nhất à? Vâng. Hỏi hơi khó nhỉ. Anh thấy chiếc nào cũng dễ mua rồi mà, bởi vì giá cũng hợp lý ấy. Ví dụ như trước kia thời điểm lăn bánh là khoảng tầm hơn 11 tỷ. Vâng. Mà bây giờ khấu hao cũng gần 4 tỷ. Đó. Chiếc này khấu hao luôn 1 tỷ. Đúng không nào? Gần như là những cái mẫu xe nhà mình đang có đây, chiếc xe nào cũng rẻ hơn khoảng tầm trên dưới 1 tỷ anh nhỉ? Ít nhất là như thế. Và anh nghĩ rằng ví dụ như là trước 570 kia thì đối với những bác mà đang lựa chọn 570 thì các bác cũng sẽ lắm được là ví dụ như ở thời điểm này thì chiếc xe nó giá trị nó như thế nào. Đấy, thì người mua sẽ là người hiểu nhất đấy. Vâng. Chào mừng quý chị quay trở lại với kênh sóng của Hà Nội Ca. Ngày hôm nay em Hồng Vân và anh Trần Long sẽ lên sóng cho quý anh chị những giải sản phẩm của nhà Lexus đang có mặt tại Hà Nội Ca để quý anh chị có thể tham khảo, so sánh và lựa chọn một chiếc xe mà mình mong muốn. Và đây cũng là những cái mẫu xe mà hôm nay Hà Nội Ca muốn để giới thiệu đến quý anh chị là đại diện thôi. Còn như anh chị và các bạn có thể thấy là ở phía trong showroom thì còn rất là nhiều Lexus anh chị nhé. Hôm nay Hà Nội Ca sẽ chọn ra 4 mẫu xe cùng cái giải sản phẩm của Lexus để giới thiệu đến quý anh chị và các bạn. Mình sẽ đi từ trước nào trước em nhỉ? Chúng ta sẽ đi từ Từ nhỏ đến lớn. từ nhỏ đến lớn đi. Ok. Thì chiếc mà thấp tiền nhất ở đây thì chính là cái chiếc sedan này. Thấp tiền nhưng mà nó vẫn là tiền tỷ nhá. Lexus thì luôn định vị là cái sản phẩm cao cấp rồi. Nên là những cái dòng xe này đều là những dòng xe hạng sang. Và phân khúc chiếc ES này thì hiện tại bây giờ đang có mức giá là hơn 2 tỷ. Vâng. Thế là so với lăn bánh mới là Rẻ hơn gần 900 mày ạ. gần 900. Vâng. Vậy thì em có thể giới thiệu tình trạng cho quý anh chị và các bạn nhà mình Chiếc tham khảo. xe Lexus ES 250 bên cạnh em Vân là được sản xuất vào năm 2020, đèn mới rồi các bác nhé. Và chiếc xe này thì có ngoại thất bên ngoài là màu đen, nội thất bên trong là màu nâu, với mức giá đang chào bán là 2 tỷ 060 triệu. Màu nâu và em nói là form mới à? Form mới là có nghĩa là nó sẽ có cái cụm đèn khác Đúng rồi. so với cái đời 2019 đúng không? Vâng ạ. Đó. Và ở phần nội thất thì có gì mới Vân nhỉ? Phanh khoảng cách đúng không? Vâng ạ, đời này thì sẽ có thêm phanh khoảng cách chống trịch làn. Cái màu nội thất màu nâu này thì cũng rất là dễ sử dụng ấy, rất là đẹp và được khách hàng sử lựa chọn rất là nhiều. Ở phân khúc này thì thường khách hàng sẽ là những ai để hay lựa chọn em nhỉ? Chiếc xe này thì sẽ rất phù hợp với hình ảnh một doanh nhân trẻ vì nó rất là nhẹ nhàng, thanh lịch và nó vẫn đủ sang trọng và sẽ mình cầm lái nó sẽ dễ dàng hơn. Đó. Trước này thì anh cũng thấy chị em phụ nữ cũng lựa chọn cũng khá là nhiều bởi vì Lexus thì thường dành cho những khách hàng mà thích cái sự nhẹ nhàng, êm ái đúng không nào? Và đặc biệt thì những cái ưu điểm của nó là cái không gian nội thất rất là rộng. Trước này thì còn ưu điểm gì nữa không nhỉ? Ví dụ như là bảo dưỡng các thứ thì nó có đơn giản không? Đấy. Chiếc này thì Lexus ở Việt Nam mình thì rất là được ưa chuộng. Thứ nhất là vì nó bền, thứ hai là chi phí bảo dưỡng của những chiếc xe này rất là thấp anh ạ. Ưu điểm thì nhiều thế mà phải có nhược điểm cho em nhỉ? Có, xe này cũng có nhược điểm đấy anh ạ. Nhược điểm là gì nhỉ? Nhược điểm của nó là bây giờ nó vẫn hơn 2 tỷ anh ạ. Mặc dù thích nhưng mà vẫn chưa có tiền mua ạ. Có nghĩa là giá vẫn rất là cao đúng không? Vâng. Thật ra nhưng mà so với những cái chiếc xe mới thì đã tiết kiệm khá là nhiều rồi. Vâng, Lên tới 900 triệu cơ mà. nhưng mà so với các đối thủ cùng phân khúc thì chiếc xe này vẫn rất là giữ giá. Thì nó bây giờ thì thanh khoản của Lexus thì vẫn là thanh khoản rất là nhanh với cả là giữ giá, thanh khoản cao. Đúng không? Vậy thì chiếc xe này nếu như anh chị đang tìm kiếm những cái dòng sedan hạng sang ở tầm tiền 2 tỷ thì anh chị có thể tham khảo thêm cái mẫu xe ES của Lexus anh chị nhé. Đây là Lexus S250 sản xuất 2020 đang có mặt tại Hà Nội Ca. Và tiếp đến mình sẽ giới thiệu chiếc này nhỉ. Vâng ạ, Lexus RX, chiếc xe này được coi là con gà đẻ trứng vàng của nhà Lexus anh nhỉ. Với doanh số rất là lớn. Thì có điều gì đặc biệt khiến cái mẫu xe này bán chạy như thế không anh? Thật ra thì không phải riêng thị trường Việt Nam mà thị trường Mỹ cũng là thị trường mà tiêu thụ cái dòng Lexus RX 350 này rất là lớn. Mà em thấy đấy, họ còn đặt thêm một nhà máy nữa tại Canada để sản xuất cái dòng RX 350 này. Thì anh thấy đối với cái dòng xe này thì nó hội tụ nhiều yếu tố tại sao nó lại bán được nhiều nhất mà như em nói là con gà đẻ trứng vàng đấy.
bởi vì là nó là cái dòng xe 5 chỗ gầm cao thì sẽ phù hợp với tiêu chí của nhiều khách hàng hơn. Ví dụ như ES thì có thể là một chiếc sedan thì cái tệp khách hàng nó cũng hạn chế hơn. Hoặc là một chút nữa thì đến những cái dòng SUV full size này thì cũng không phải ai mà cũng có nhu cầu mà đi hẳn một cái chiếc xe to lớn, đúng không? Thì cái chiếc xe này nó hội tụ nhiều yếu tố, có nghĩa là nó phù hợp với đa số hơn. Vâng, tầm Đấy. tài chính cũng rất là vừa phải, loanh quanh khoảng tầm từ hơn 2 tỷ đến dưới 3 tỷ, Đúng không? 4 tỷ. Nhưng đấy là em mua xe đã qua sử dụng thôi. Chứ Vâng. còn xe mới, ví dụ như chiếc này thì cũng là hơn 5 tỷ mà. Bởi Phiên vì bản này có gì đặc biệt không anh? Em thấy nó hình phiên như bản nó này là dài phiên hơn. bản em thấy dài hơn không? Vâng. Nó là phiên bản 7 chỗ. À. Thì nó sẽ có thêm một hàng ghế nữa. Lexus RX thì thông thường em chỉ thấy 5 chỗ thôi, còn 7 chỗ là cũng khá là hiếm trên thị trường đấy anh nhỉ? Thật ra đến tận đời 2018 thì bắt đầu mới có cái bản long này. Vâng. Chiếc này của nhà mình thì là sản xuất 2021 và đang có mức giá là hơn 3 tỷ, đúng không nào? Vâng. Thế là khấu hao gần 2 tỷ đấy. Như thế thì rất là tiện anh nhỉ? Vừa được cái sở hữu một cái mẫu xe, nếu như mà chúng ta không dùng đến hàng ghế thứ ba gập xuống thì vẫn là xe 5 chỗ như bình thường. Và nó sẽ Đó. rộng hơn khá là Còn nếu nhiều. như cần thiết thì chúng ta sẽ có thêm hàng ghế thứ ba 7 chỗ nếu như gia đình đông người. Đó. Và giá tiền thì nó cũng không thay nhau bao nhiêu. Giá tiền cái bản 5 chỗ và bản 7 chỗ thì chênh nhau 90 triệu thôi. Đấy. Còn mua lướt thì như nhau. Đúng rồi. Đấy. Thì chiếc xe này vẫn có thể cập nhật cho quý khách hàng nhà mình nắm được thông tin cũng như giá bán. Chiếc xe này là Lexus RX 350 Long, phiên bản 5 cộng 2, có ngoại thất bên ngoài là màu trắng và nội thất bên trong là màu nâu. Xe đã chạy hơn 7 vạn và có mức giá chào bán là 3 tỷ 630 triệu. Và ngoài chiếc xe màu trắng thì Hà Nội Ca còn khoảng tầm 5 chiếc nữa, đủ các màu sắc anh chị nhé. Có những cái phiên bản thấp hơn, ví dụ như là RX 300 thì tầm tiền cũng có hơn 2 tỷ thôi. Nên là ví dụ anh chị mà chọn những cái dòng RX nói chung là những cái dòng gầm cao 5 chỗ như thế này thì anh chị có thể inbox cho Hà Nội Ca hoặc là đến trực tiếp showroom để anh chị có thể xem rất là nhiều sản phẩm Lexus nữa, đặc biệt là dòng RX thì Hà Nội Ca đang sở hữu rất là nhiều. Và bây giờ thì chắc là đến chiếc xe này trước xong mới đến cái 570 được không em nhỉ? Thế thì mình sẽ tìm hiểu cái chiếc thế hệ mới này đi. Rất là hot. Tại thời điểm mới ra mắt thì chiếc xe này rất là khan hàng đấy. Nó ra và nó ra đúng cái thời điểm mà gần như là xe nhập về rất là khó. Vâng. Nên là anh nghĩ đấy cũng là một cái yếu tố mà tại sao mà có những lúc cái thời điểm mà để cần lấy xe ngay thì khách hàng cũng phải chi trả thêm một khoản tiền cũng khá là lớn. Em thấy có những khách hàng phải chờ đợi 1-2 năm mới có xe. Đúng rồi. Rất là Thật ra lâu. thì đấy, chờ từ 2022 đến bây giờ. Vâng. Và bây giờ thì hiện tại tại chính hãng thì cũng không có xe giao ngay. Vâng. Đấy, nên là thường bác nào đặt hoặc là bác không lấy thôi thì có thể những cái suất đấy thì có thể sẽ chuyển sang chứ còn cũng không có xe đâu. Như vậy thì nếu bây giờ các bác mà sở hữu chiếc xe này của nhà Hà Nội Ca thì sẽ rất là lợi. Thứ nhất là lợi Có về xe tài ngay. chính này. Thì mức giá nó đã rẻ hơn và nó đã tốt hơn so với xe mới rất là nhiều rồi. Đấy, và cái thứ hai là chúng ta sẽ được lấy xe ngay, tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Và tiết kiệm ngay khoảng gần 1 tỷ đồng anh chị nhé. Thì anh chị sẽ có ngay chiếc Lexus LX 600. Chiếc này của Hà Nội Ca thì mới lăn bánh hơn 10.000 km thôi. Mọi chi tiết vẫn còn rất là mới. Và phần nội thất cũng như là phần ngoại thất thì được thiết kế mới hoàn toàn. Anh chị có thể xem cả phần nội thất đây. Ngoại thất thì em thấy là nó mềm mại hơn so với phiên bản LX 570 rồi. Còn vào trong nội thất thì anh Thiết kế cảm mới nhận thấy hoàn thế nào? toàn. Anh thấy Đó. thích cái thiết kế này không? Thật ra thì nhìn cái mới thì bao giờ cũng rất là đẹp và không thể không thích được rồi. Em thấy là gần như Lexus ở thế hệ này họ đã bổ sung thêm rất là nhiều công nghệ rồi. Đã thay đổi cái định kiến là Lexus rất là bảo thủ. Một chút nữa thì sang LX 570 thì em sẽ thấy khác hoàn toàn đấy. Tại vì là với Lexus LX 600 này thì thêm rất là nhiều những cái mà khi chúng ta nhìn vào thì thấy cái sự sang trọng, đúng không nào? Vâng, Trên đúng một rồi. chiếc SUV địa hình. Đó, còn 570 thì họ sẽ làm kiểu cổ điển hơn. Nhưng mà nó vẫn có cái chất riêng đấy. Bởi vì bản chất Lexus LX 600 hay 570 thì theo em được biết nó là một chiếc SUV thiên về địa hình nhiều hơn nên họ sẽ không có quá nhiều cái yếu tố gọi là sang trọng xa hoa trên chiếc xe này đâu. Chắc là Lexus họ cũng lắng nghe người dùng nên là những chiếc SUV địa hình bây giờ thì đã làm kiểu sang trọng hơn rất là nhiều.
Vì là em thấy ở Việt Nam thì những bác đi Lexus LX570 hay là LX600, kể cả những dòng 350 đi, thường thì nó là một cái tài sản rất lớn. Thành ra là gần như các bác đi cũng rất là giữ gìn, chứ cũng có bao giờ dùng hết để đi đồi núi hay là đi mỏ đâu. Đúng Thường sẽ là rồi, Land Cruiser, đúng rồi. đúng nào? Bác sẽ lựa chọn một chiếc Land Cruiser để đi quăng quật nhiều hơn. Có những chiếc xe như thế này ấy, em thấy toàn được đi đường đẹp thôi anh ạ. Đường đẹp với cao tốc không á. Kiểu như kiểu hoa hậu đấy, đúng không Thế chính ra mà đi nhiều cao tốc như thế thì cái đời mới này chúng ta có cái máy turbo đấy đi lại rất là hay anh nhỉ. nào? Tiết kiệm nữa. Vâng, tiết kiệm nhiên liệu hơn 3.5. Thật ra thì mỗi dòng nó sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau. Dòng hút khí tự nhiên thì bây giờ cũng rất là nhiều khách hàng vẫn thích, bởi cái động cơ của nó thì thứ nhất nó rất là bền, nó cũng gọi là những cái khối động cơ huyền thoại đấy, rất là bền bỉ, gần như đi bao nhiêu năm cũng chẳng hỏng, chẳng có gì mà hỏng. Vâng. Đấy. Vậy thì bây giờ thì chúng ta cùng sang chiếc 570, bởi vì cái chiếc xe 570 của Hà Nội K thì là một chiếc xe rất là đặc biệt anh chị ạ. Nó sẽ khác hoàn toàn so với những chiếc 570 đang có mặt ở trên thị trường. Đố Vân biết là vì sao? Thế bây giờ mình đố khán giả đi. Đố anh chị biết là vì sao mà chiếc xe này lại đặc biệt hơn. Anh chị có thể quan sát trước ở cái bên ngoài. Đó, sau đấy thì em Vân sẽ giới thiệu cái phiên bản này cho mọi người. Thật ra đồ thế thì cũng hơi khó, vì vì là chiếc xe này đặc biệt vì nó là chiếc 570 gần như là cuối cùng đấy, mà đời 2021 mà Vâng. nó dừng sản xuất 570, Lexus dừng sản xuất 570, và đây cũng là một trong số ít những chiếc được nhập về Việt Nam năm 2021 Gần như là cuối cùng anh nhỉ. Và Limited rồi. phiên bản này là phiên bản Trung Đông mọi người nhá, với đầy đủ những cái option. Và phiên bản Trung Đông thì mọi người biết rồi đấy, độ hot của nó trên thị trường thì chưa bao giờ hạ nhiệt. Thật ra đối với những dòng xe này thì thường khách hàng đã tìm hiểu thì các bác sẽ tìm hiểu rất là kỹ những cái thông tin. Chỉ cần là ví dụ như là cơ sở nào đang có thì gần như chúng ta cũng không phải giới thiệu quá nhiều về các cái tính năng, vì các bác đã tìm hiểu rất là kỹ rồi. Vâng. Chỉ là tình trạng xe thôi. Thì chúng ta có thể giới thiệu tình trạng xe để khách hàng khi xem được video này các bác cũng có thể nắm được luôn nhà em nhỉ. Chiếc xe này của Hà Nội K là Lexus LX570 nhập Trung Đông, và phiên bản này là phiên bản Super Sport nhé. Mọi người có thể quan sát cái phần mặt ca lăng và cản trước để nhận diện này. Chiếc xe này đã lăn bánh hơn 4 vạn Hơn 4 km vạn km. và hiện tại đang có mức giá chào bán là 8 tỷ 399 triệu đồng, tiết kiệm khoảng 3 tỷ so với mua mới. Tại thời điểm mua mới thì bác chủ cũ của chiếc xe này đã bỏ ra lên tới hơn 11 tỷ đồng mọi người ạ. Và đối với năm 2021 thì cái phiên bản Trung Đông cũng đã được thay đổi, và đây là cái model cuối cùng của 570. Đối với những bản Super Sport năm 2018 bắt đầu có thì cái mặt ca lăng cũng có cái hình dạng khác so với cái 2021 như này các bác nhé. Và đây là mặt ca lăng theo xe, zin. Chính vì vậy mà tất cả các vật liệu nhìn nó rất là cao cấp. Đây là phần nội thất nữa. Đối với phiên bản Trung Đông thì cá nhân anh nhá, anh thấy cái phần nội thất màu nâu da bò có lẽ là cái phần đẹp nhất trên những chiếc dưới 570 Trung Đông. Vâng. Đúng nào? Cái màu vàng của nó nhìn trong chiếc xe nhìn rất là sang trọng, với cả là nhìn nó khỏe. Công nhận. Em thấy cái thiết kế của đời này cảm giác nó cổ điển hơn. Đúng Với nào, nhìn rất là đơn giản. đúng rồi, tổng thể thì nhìn vẫn rất đơn giản nhá, nhưng mà vẫn rất là sang và cổ điển. Tại vì họ sử dụng những cái chất liệu rất là tinh tế này, em thấy là rất nhiều chất liệu gỗ ở bên trong xe. Hàng ghế thứ hai vẫn có thể thấy không? Đấy, em thấy là 570 hay LX600 đấy. Các bác ấy gần như là đi sử dụng, có phải sử dụng hết được cái công năng đâu. Hàng ghế thứ hai gần như là hình như còn rất là ít ngồi. Vâng. Độ mới của nó. Đúng Ghế không? ngồi công nhận là mới căng và êm thật đấy anh ạ. Nhưng mà hình như có cái sự khác biệt ở đây thì em thấy là phiên bản này thì chúng ta sẽ điều khiển trên cái bệ tỳ tay này, Đúng còn rồi. bản mới của chúng ta là điều khiển ở trên cái chỗ cửa gió điều hòa luôn. Đúng rồi. Cái phần đuôi xe này em thấy là LX570 có vẻ là rất là cứng cáp, góc cạnh và trông rất là khỏe anh ạ. Phần đuôi xe là phần mà anh thấy rằng là so với cái phiên bản mới LX600 là nhiều khách hàng nhắc đến nhất đây này. Thì mọi người bảo là cái phần đuôi xe của 570 nhìn nó vẫn có cái vẻ đẹp hơn là LX600, nhưng mà thật ra là so sánh như thế cũng rất là khó. Đúng rồi. Mỗi cái nó sẽ Nó là hai cái phong cách hoàn toàn khác nhau đúng đấy. rồi. Cái này thì nhìn nó đơn giản, vẫn là đơn giản nhưng nhìn nó vẫn rất là mạnh mẽ.
đậm cái chất gọi là những cái dòng SUV full size đi, dòng địa hình. Nhưng mà chiếc xe kia thì cũng không mất đi cái chất đấy, mà thêm vào đó nó vẫn có cái sự sang trọng. Nhưng mà nhiều người thì cứ bảo nó mềm mại, nhưng anh thấy là không hề, nhìn vẫn rất là lực, đúng không nào? Và đặc trưng của phiên bản Trung Đông thì chúng ta sẽ có một cái phần móc kéo như thế này, trông cũng rất là... Đúng rồi, nhìn như này là biết Trung Đông luôn. Vâng. Và những cái chữ này của nó zin nên là những cái phần mạ chrome rất là đẹp, sáng lắm. Bao nhiêu năm vậy? Đấy, em nhìn cái chữ LX570 này, cái chữ theo xe của nó đẹp lắm, các cái chi tiết. Trung Đông thì rất là nhiều các cái chi tiết. Đấy, chi tiết đính kèm ở sau đây. Mà sao mà mọi người cứ thích phiên bản Trung Đông? Thì thường 100 chiếc 570 mà có mặt ở trên thị trường thì nếu mà nhìn ở ngoài thì không phân biệt được chiếc nào là Trung Đông, chiếc nào là chính hãng. Đấy. Vâng. Vì thường các bác sẽ độ lên Trung Đông hết. Vì Trung Đông là full nhất rồi. Đấy, ăn chơi nhất rồi, đúng không? Chịu chi nhất. Nó còn có phiên bản 4 chỗ nữa cơ. Đấy, nhưng mà cái phiên bản 4 chỗ thì có vẻ nó đa dụng hơn. Vâng. Và Vân có thể thấy phần thiết kế chung của 4 chiếc xe này thì đối với Lexus họ làm khá là hài hòa, đúng không? Tổng thể trước sau thì Lexus thì họ thiết kế nó, nếu mà để mà nói thì anh thấy là họ làm rất là tinh tế. Nên là vì sao khách hàng chọn những chiếc dòng xe Lexus thì thường như vậy, không cần quá là kiểu trau chuốt quá, nhưng mà nhìn những chiếc xe nó vẫn rất là sang, thanh lịch. Cái giá trị chính mà Lexus mang lại cho người dùng đấy chính là cái sự bền bỉ, ổn định, kinh tế. Đó, thì... Thật ra bền không chỉ bền về giá mà em đấy, bền về cả dáng. Vâng. Ví dụ như chiếc xe này đến 4 năm, 5 năm rồi, đúng không? Nhìn thì nó vẫn rất là đẹp. Đúng rồi. Thậm chí bây giờ có thể là ví dụ 5, 7 năm nữa thì nhìn nó cũng vẫn rất là ok mà. Em thấy những chiếc RX350 đời 2009, 2010 bây giờ cũng vẫn rất nhiều khách hàng thích. Hoặc là những chiếc ES đời thế hệ trước như vậy. Vâng. Nhưng mà sang cái thế hệ này thì thường thì Lexus, đây là những cái thiết kế mới hoàn toàn ấy, thì rất là trẻ trung không? Và nhìn thì có thể hấp dẫn ngay từ cái ánh nhìn đầu tiên. GX550 thì anh nghĩ chắc phải là sang năm. Đúng bởi rồi. Vì hiện tại thì hãng cũng chưa giao xe mà. Vâng. Ở trên đây là 4 chiếc xe mà Hà Nội Ca muốn giới thiệu đến anh chị. Ngoài 4 chiếc xe này thì Hà Nội Ca còn rất là nhiều những mẫu xe Lexus khác ở phía trong showroom anh chị nhé. Có thể đa dạng từ tầm tài chính cũng như là những cái mẫu xe để phù hợp với quý anh chị. Nếu như quý anh chị đang muốn tìm kiếm, đặc biệt là những dòng xe Lexus, thì có thể đến với Hà Nội Ca để được hỗ trợ cũng như là phục vụ tốt nhất anh chị nhé. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết video này. Hãy ủng hộ kênh của Hà Nội Ca bằng cách để lại một like, một subscribe và chia sẻ video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào.